Ơi, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái clip ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người cái mô hình khác nha mọi người, một cái đam mê khác nha. Ngoài cái mô hình nuôi cua với nuôi cá của mình thì mình có một đam mê khác nữa nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cho anh em nào cùng đam mê xem giải trí nha. Đây nha mọi người, đây là cái đam mê của mình nữa nha. Đó là nuôi thêm, có nuôi thêm mấy con gà nữa nha mọi người. Đó, gà nó nhiều lắm nha, mình chưa quay cho mọi người xem. Nào giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ, đầu tiên thì mình chia sẻ con ô tía này nha mọi người. Đây là con gà này được 8 tháng tuổi rồi nha. Mình mới sổ nó được một hồ nha, 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bắt ra cho mọi người cùng xem giải dây nó luôn nha mọi người. Cục sung rồi. Thì em này mới được 8 tháng tuổi nha mọi người. Nó được 2 ký 2 ký 8, gần 2 ký 9, 2 ký 8 50. Em cho mọi người coi dễ gì nha. Đây, hàng độ rất là đẹp nha mọi người, hàng độ lên tới gối luôn nè, rất là sạch sẽ luôn, biên cũng vậy, đây, bên đây cũng vậy. Hai hàng trơn rất là sạch sẽ luôn. Rồi, anh em nào đam mê thì muốn xem cái clip mà sổ của nó thì hãy kết bạn Facebook với mình nha. Facebook Đặng Mỹ á. Thì mình sẽ gửi clip cho xem nha. Rồi, anh em nào có cùng đam mê gà thì hãy thích, nếu thích em nói thì hãy để lại comment bên dưới nha mọi người. Ô tía 2 ký 8, 8 tháng tuổi. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người.